Với Paladin, quản trị khách hàng online giờ đây thật dễ dàng. Quản lý toàn bộ danh sách khách hàng đã mua khi sử dụng phần mềm. Quản lý đơn hàng trực tiếp khi lên đơn bán lại cho khách hàng. Dễ dàng xem báo cáo doanh thu trong ngày, giờ, tuần và tháng. Bạn có thể đánh giá được chất lượng chăm sóc khách hàng khi bán lại những sản phẩm khác, thiết lập kịch bản nhắn tin theo từng sự kiện. Thông báo nhắc nhở xử lý đơn hàng. Thống kê chi tiết tình trạng báo cáo, chất lượng chăm sóc khách hàng cũ. Hãy truy cập ngay www.tuha.vn hoặc gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline để nhận được tư vấn kịp thời nhất.